Và bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng xem xét xem khi Ukraine giành được lợi thế ở Kherson và Kharkiv thì cả Nga và Ukraine sẽ có được gì và mất gì. Bài toán được mất của Nga, Ukraine trong ván cờ ở Kherson và Kharkiv. Al Jazeera vào ngày 9 tháng 9 đã trích dẫn tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, và ông ấy đã nói rằng quân đội Ukraine đã giải phóng hàng chục khu định cư, giành lại hơn 1.000 km2 lãnh thổ ở khu vực Kharkiv phía đông cũng như là vùng Kherson ở phía nam trong tuần qua. Đối với Ukraine mà nói thì việc chiếm lại Kherson, một cửa ngõ phía nam vô cùng quan trọng. Đây cũng là một trong những thành phố đầu tiên bị Nga chiếm đóng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào tháng 2. Và việc tái chiếm lại nó sẽ là một động lực rất lớn về mặt tinh thần cho người dân Ukraine. Nó cũng sẽ cho phép các lực lượng Ukraine vượt qua sông Dnipro và có khả năng tiến về phía đông, cắt đứt con kênh cung cấp nước cho Crimea. Thành phố này rất quan trọng đối với Nga, bởi vì việc kiểm soát được Kherson có nghĩa là họ kiểm soát được bến cảng ở đó, bảo vệ được con kênh cung cấp nước ngọt cho Crimea và là bàn đạp cho bất kỳ một hành động nào hướng tới Odessa trong tương lai. Kênh đào cung cấp nước ngọt này là mục tiêu chiến lược của Nga, bởi vì nó cung cấp tới 85% nước ngọt của Crimea. Ukraine tiến về phía đông thành công cũng sẽ khiến cho việc Nga chiếm đóng nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ngày càng trở nên khó khăn hơn, bởi vì các lực lượng Nga trong khu vực thành phố Andoha gần đó có thể bị cắt đứt và mắc kẹt ở khúc quanh của sông Dnipro. Về phía mình, Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra lời giải thích trên kênh Telegram về sự rút lui của quân đội Nga là một hoạt động nhằm hạn chế và triển khai lại nhóm Izium Balalia nhằm đẩy mạnh nỗ lực giải phóng Donbass. Nhưng mà không thể phủ nhận được rằng Nga đang phải thực hiện một bước lùi. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền thông tiếng Nga Investia, cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter gọi các quyết định của Nga trong cuộc chiến này là chín chắn và là sự kiềm chế. Theo ông thì Nga đang tránh leo thang căng thẳng. Còn trên các trang diễn đàn quân sự và địa chính trị hiện nay thì họ lại đang thảo luận khá rôm rả về chiến thắng của Ukraine. Các nhà phân tích đặt ra một câu hỏi, đó là làm thế nào mà lực lượng Ukraine lại có thể bất ngờ áp đảo quân Nga, những người đã thoải mái chiếm đóng khu vực này trong một thời gian dài. Có vẻ như các lực lượng Ukraine có thể dễ dàng xâm nhập và giành được chiến thắng quá chóng vánh, kiểu như là đánh vào vườn không nhà trống. Hiện tại thì phương Tây và Kiev dường như đang tận hưởng kỳ tích này, nhưng liệu đó có phải là một kỳ tích thật sự hay không? Nếu người ta xem xét kỹ lưỡng các diễn biến địa chính trị trong khu vực thì nó có vẻ không phải như vậy. Theo nhiều nhà quan sát, với một người có đầu óc như Putin, đây chắc chắn không phải là một thất bại mà là một cái bẫy dành cho Ukraine. Họ cho rằng về cơ bản đây không phải là lần đầu tiên ông Putin sử dụng chiến thuật phân tâm để đạt được điều mình muốn. Các lực lượng vũ trang Nga trước đó đã tấn công từ phía Bắc về phía Kiev và từ phía Nam về phía Odessa. Đó là một chiến lược thuần túy của ông Putin, vì mục tiêu chính của họ là giải phóng vùng Donbass. Do đó, các nhà phân tích cho rằng kế hoạch của Nga là chuyển hướng sự chú ý của kẻ thù và phân tán quân đội cũng như vũ khí của họ. Sau khi phân tán, việc chiếm đóng Donetsk và Luhansk của người Nga sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Giờ đây, cuộc chiến đang bước sang những tháng lạnh giá hơn. Đối với người Nga mà nói thì mùa đông vừa là cơ hội nhưng cũng vừa là rủi ro. Đây là một thời điểm vàng để quy phục phương Tây trong cuộc chiến năng lượng, nhưng nó cũng rất rủi ro về mặt quân sự. Khi mùa đông đến, những thứ đơn giản như quần áo ấm, giày dép và chỗ ngủ sẽ ảnh hưởng đến cả sức khỏe và thái độ của người lính, và quân Nga sẽ khó có thể nắm bắt được vị trí của kẻ thù trong điều kiện khắc nghiệt như vậy. Do đó, người Nga đã đưa ra một chiến lược khác, bao gồm việc rút lui ở Kherson và Kharkiv để kéo giãn lực lượng đối phương về phía các khu vực này và làm mỏng phòng tuyến ở Kiev. Một khi lực lượng Ukraine chiếm đóng lại những khu vực này thì họ chắc chắn sẽ phải triển khai các căn cứ thường trực để bảo vệ khu vực. Và chúng ta biết rằng Ukraine có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ phương Tây. Trong suốt quá trình xảy ra trận chiến, Điện Kremlin đã tìm mọi cách để bẻ gãy sức mạnh của hậu phương của Ukraine. Và Nga đã đình chỉ tất cả các hoạt động xuất khẩu năng lượng sang châu Âu, cho đến khi châu Âu dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt đối với mình. Kết quả là những gì chúng ta đang thấy. Châu Âu đang yếu hơn bao giờ hết và sẽ đắn đo nhiều hơn về những khoản viện trợ cho Ukraine. Một là để tránh khiến cho Nga phải tức giận, gây ra bất lợi trong các cuộc đàm phán về năng lượng. Thứ hai là họ cũng không còn đủ sức mạnh để cõng thêm Ukraine trên lưng. Cho nên, phương Tây sẽ không tham chiến một cách trực diện, bởi vì Ukraine về cơ bản vẫn không phải là một phần của NATO. Bởi vậy, khi Kiev buộc phải tự chủ với việc nguồn lực bị phân tán, thì điều này sẽ dễ dàng hơn nhiều để Moscow tấn công vào đầu não chỉ huy của chính quyền Zelensky và chấm dứt chiến tranh. Tất nhiên, trên đây chỉ là một phân tích của các nhà quan sát. Thực tế là Tổng thống Nga Putin là một ẩn số. Không ai có thể giải mã được chiến lược thật sự của ông ấy. Hình ảnh của Tổng thống Nga Putin được bao phủ bởi lớp sương mù bí ẩn và đầy mưu mô. Nhiều chuyên gia phương Tây ngày nay đã cảm thấy bối rối trước ý định và hành động của Putin trong cuộc chiến giữa Nga với Ukraine.
Ở phương Tây hiện đang có 3 trường phái tư tưởng về ông Putin. Ở trường phái đầu tiên, người ta cho rằng ông Putin là một người có đầu óc thiếu thực tế, bị điên hoặc là bị bệnh trong một thời gian dài. Họ cho rằng ông Putin lên kế hoạch để chiếm toàn bộ Ukraine bằng mọi giá. Trường phái này giả định Putin sẽ sử dụng chiến thuật gây sốc và sợ hãi, chống lại các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự của Ukraine và hy vọng vào một chiến thắng dễ dàng trước Ukraine nhờ vào một đội quân khổng lồ của mình. Họ cũng mô tả Putin là một người quá tự tin sau khi đã chinh phục thành công Crimea vào năm 2014 và giúp Bashar al-Assad của Syria giữ được chiếc ghế quyền lực của mình kể từ năm 2015. Trường phái tư tưởng thứ hai thì coi ông Putin như một chiến lược gia bậc thầy, người luôn đi trước đối thủ vài bước. Theo họ, mọi hành động của ông Putin đều mang lại tính chiến lược và nhằm gây dựng phản ứng liên hoàn. Và rằng ông ấy là một thiên tài, là người lập kế hoạch và có những âm mưu khó đoán. Trường phái này thì cho rằng ông Putin đang cố gắng dẫn dắt nước Nga theo ý chí độc đoán của mình và chấm dứt mọi sự hỗn loạn trước đây. Chiến thắng của Nga ở Georgia và việc sát nhập Crimea thường được tôn sùng trong trường phái như vậy. Trường phái tư tưởng thứ ba là tuyên bố ông Putin là một kẻ độc tài. Họ tin rằng bất kỳ một sự phản đối nào đối với triều đại của Putin đều sẽ bị hạ gục một cách tàn nhẫn và những kẻ thù chính trị của ông ấy thường bị phát hiện là đã chết. Trường phái này dự đoán rằng quy tắc của ông được đánh dấu bằng việc sử dụng các công cụ tuyên truyền. Họ đặt Putin cùng dòng với Saddam Hussein và Gaddafi, những nhà lãnh đạo độc tài đã cai trị quốc gia của họ bằng chủ nghĩa chuyên quyền thuần túy. Tuy nhiên, không có trường phái nào có thể khắc họa một bức tranh hoàn chỉnh về ông Putin. Ông ấy không loạn trí như những gì mà trường phái đầu tiên khắc họa. Kenneth DeLeva là một cựu bác sĩ, một nhà ngoại giao Hoa Kỳ, đã dành 5 năm ở Moscow và là người đã nghiên cứu rất sâu rộng với các nhà lãnh đạo đối nghịch với Hoa Kỳ. Ông ấy đã kết luận rằng, tôi không tìm thấy, cũng như không thấy trong hơn 22 năm gần gũi nghiên cứu Putin, bất kỳ một dấu hiệu bất ổn nào về tinh thần. Ông ấy vẫn là một con người hoàn toàn lý trí. Thứ hai, điều duy nhất đúng về